Đây này, từ đầu đến cuối. Đây. Đây, các bạn nhé. Đây là mình đi quay trong rẫy là nói chung là giờ toàn trong cái mít không nha. Đấy. À. Vừa cà phê vừa cây mít này về mình trồng nói cho là mình trồng xuân ấy qua chứ. Xuân qua chứ. Đấy. Đây là cây mít mới trồng được 6 tháng. Giờ nó cây nó héo khô hết rồi. Trồng xuân qua thôi, đấy. Giờ chủ nhà nó coi cây mít được cái nào chính là nó ngửi thôi, không hái như như cây mình bữa trước đâu. Cây mình bữa trước là mình phải có từng cây mít. Bây giờ là chỗ đấy là dần cây nào chính là chỗ đấy biết thôi, chỉ ngửi thôi. Đấy. Không như cây mít như mít mình bữa trước. Mít mình bữa trước là mình phải có từng trái. Bây giờ là chỉ cần mình ngửi thôi, khác. Đấy. Đấy, chỗ đấy là cây nào chín rồi đây. Đấy. Mít nếu mà đẹp tầm nếu mà bán trên miền Nam gì đó, bán tầm 1 ký được 30 ký được 1 ký. Mà giờ đây này. Mít giờ không có đẹp lắm. Đây. Còn nhiều cây nữa. Đây này. Mít giờ đây là một con trồng mấy 200-300 cây vậy, bây giờ có một trái này thôi bị hư như này, một cây này thôi. Còn mấy cây khác thì đẹp như gì luôn nha. Bây giờ là bắt đầu mình cứ theo chân chủ nhà đi kêu cây trái nó đẹp nhá. Đây là người là do chăm sóc tưới cây mắc ca sầu riêng đồ hết á. Đấy, mình cứ các bác cứ theo chân em hay nha các bác nhá. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Ồ, chứ cái mà xây, có chứ? Xây. Nó xây thế này, sẽ hủy nó thì chết rồi. Vâng. Đây. Như cây này nha các bác ơi. Đây nha, chú nhà. Đây là cây cũng không ít năm tuổi nhưng mà cây này là hơn chục năm rồi. Đấy, các bác coi để em coi nha. Đấy. Chuyện cái mít này là hơn 1000 năm rồi á nhá. 1000 năm rồi á. Ôi. Đây các em to, coi cho các bác coi nha. To luôn. Cái mít hồi xưa nha. Đấy. Đây hồi xưa người ta định mua là hơn gì ta? 2 tỷ rưỡi đó nha. Rồi, ok. Nha, 2 tỷ rưỡi. Có ai liên hệ mua thì cái này tầm khoảng không cạnh nha. Từ trên xuống dốc là xuống cao trên kia luôn. Cái đó nguồn á? Là 30 mét nha, 30 mét. Rồi. Mua 2 tỷ nha. Ai mua được thì mua nha. Cái này bự lắm nhá. Đây. Bắt được mà xem. Ông xem ông bảo mà xem. Mưa nhân bảo. Còn đây anh em đang tưới này, cà phê này. Nói chung là mùa cà phê thì vẫn dễ có nhưng mà cũng khó khăn. Đấy, mừng nước thì là lúc có lúc không. Mà cà phê cũng lúc lên lúc tuột xuống. Anh em là năm nào một bếch là tới là cứ đi chạy lại thì 4-5 bếch thôi nhắc cái này. Đấy. Bữa nay ít nước tưới có 7-8 tiếng gì đó một bếch nhá. Chưa chuyển bếch nha. Nếu mà chuyển bếch thì một ngày thì được một ngày thì được hai chén bếch nhá. Đấy. Mùa cà phê thì đấy, mưa gió thì các bạn cũng biết rồi, đấy. Khô khan. Mà lúc thì
bốn sang lăng riêng đi trả nợ thì cà phê nó tốt xuống còn mới có 40 ngàn, mà lúc trả nợ thì mà cà phê nó lên thì dân làng đâu có ấy cà phê đâu mà trả nợ nữa đấy. Sao riêng này đó, sao riêng vẫn lên đẹp đó, cây sao riêng lên đẹp như cái này, có cây sao riêng có 10.000, 20.000. Thì anh em mình đâu có đủ tiền thuốc rồi tiền men này, đây cà phê này. Đây này, chủ đấy này, bức xúc với là cái mùa trái cà phê năm nay này, không được thu hoạch bao nhiêu mấy này. Đây, đây này. Chỗ đây này, coi giờ này. Nó thật anh em ạ. Mùa cà thì hái cà thì công, thuê công thì vẫn lỗ. Mà cây cà phê thì đây này. Đó. Sắp chết hết rồi. Mà giờ năm ngoái tình đinh nhổ hết cây cà phê mà không biết năm sau thì nhổ được tấn nào ấy, thuê người ta được tấn nào. Trồng cà phê khổ lắm anh em ạ. Giờ thì chấp nhận vậy thôi. Anh em nếu mà thấy video này hay thì nhớ livestream và kết bạn nhé. Bye. Vâng, xin chào các anh em đang xem.